Xin chào mừng quý anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân đang đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, trang mạng uy tín chuyên bán nhà bán đất khu vực Mỹ Hạnh, Đức Hòa, Long An. Gặp lại quý anh chị trong lòng Biển Xanh rất là vui. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư ngày mới nhiều năng lượng, thành công và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hiện tại Biển Xanh đang có mặt ở đây chính là khu vực gần chợ Mỹ Hạnh Nam, nó thuộc ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An quý anh chị nhé. Và từ mặt tiền đường nhựa Gò Hưu chạy vào đến cái vị trí Biển Xanh đứng là chỉ khoảng là 80m thôi quý anh chị. Phía trước mặt đây chính là con đường nhựa Gò Hưu, chạy quẹo tay phải đi ra ngoài là ra ngay chợ Mỹ Hạnh Nam, và quẹo tay trái thì đi vào bên trong sẽ gặp được các cái khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia, khu dân cư Thịnh Vượng, và đi thông sang được khu công nghiệp Hoàng Gia quý anh chị nhé. Và hôm nay thì Biển Xanh sẽ chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị quý nhà đầu tư một sản phẩm ký gửi mới nằm ở cái vị trí khá là đông đúc dân cư, nhà cửa mọc như nấm, những lô đất trống ở đây thì không hề có nhiều quý anh chị nhé. Đặc biệt là ở đây kinh doanh phòng trọ rất là đông. Mà hôm nay thì Biển Xanh sẽ chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị quý nhà đầu tư một lô đất, đó là ngang 6 dài 50, sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng, và đất là đất thổ cư 100%, rất là thuận lợi để quý anh chị có thể là tiện lợi kinh doanh xây phòng trọ hoặc là có thể làm nhà vườn cũng được quý anh chị nhé. Ngang 6 dài 50. Cái căn này người ta xây khá là đẹp này quý anh chị. Chỉ cần khoảng ngang 6 là xây được căn nhà vô cùng là đẹp luôn. Dân cư rất là đông đúc, phía sau cũng là những cái dãy nhà trọ người ta đang kinh doanh rất là nhiều quý anh chị nhé. Đây cũng là dãy nhà trọ. Nói chung ở đây nhà trọ rất là nhiều. Cái lô này mình kinh doanh xây phòng trọ thì khá là thuận lợi, ngang 6 dài 50 xây được nhiều phòng, và cái vị trí này khá là đẹp luôn. Đây là từ cái những cái cọc mà người ta đóng này quý anh chị. Tức là cái lô này thì đã san lấp và đổ lên cao hơn những hai cái lô bên cạnh rồi. Là từ cái cọc này mình đo ngang sang tới cái xe của Biển Xanh là 6m, dài sâu đụng xuống cái dãy phòng trọ phía dưới luôn là 50. Thì cái lô này nó là hai mặt tiền, phía trước này là mặt tiền đường bê tông và phía sau cũng là một mặt tiền để những cái dãy phòng trọ và những cái nhà đó người ta đi ra phía đằng sau đó quý anh chị. Tức là lô này hai mặt tiền, trước và sau, ngang 6 dài 50. Lô này thì chủ đất đang cần tiền cho nên muốn bán nhanh với giá khá là rẻ, chỉ có 2,4 tỷ Việt Nam đồng là bao sang tên công chứng quý anh chị nhé. Lô này là hướng Tây, rất là gần với mặt tiền đường nhựa Gò Hưu, gần chợ Mỹ Hạnh Nam luôn, và xung quanh đây thì kinh doanh phòng trọ rất là đông đúc và sầm uất. Quý anh chị mình xây phòng trọ ở đây thì khá là lý tưởng, khá là tuyệt vời, hoặc là mình có thể là mua để dành cho tương lai của mình, mua để đầu tư. Thì đây là một vị trí khá là đắc địa, một vị trí vàng quý anh chị nhé. Như trên màn hình quý anh chị mình thấy nhà cửa, dân cư vô cùng là đông đúc. Và đường là đường bê tông rồi quý anh chị. Từ mặt tiền đường nhựa Gò Hưu mình đi vào đây thì khá là gần. Đây cũng là dãy phòng trọ luôn quý anh chị nhé. Ở cái khu vực này xây nhà trọ rất là đông đúc luôn quý anh chị. Ngang 6 dài 50 vô cùng là thuận lợi để mình kinh doanh xây phòng trọ hoặc là xây nhà vườn quý anh chị nhé. Hướng Tây, giá chỉ có 2,4 tỷ Việt Nam đồng. Ở cái vị trí này thì vô cùng là rẻ rồi. Nó gần ngay đó là đường Gò Hưu, chợ Mỹ Hạnh Nam, Bách Hóa Xanh, Điện Máy Xanh, trường cấp 1 quý anh chị nhé, và Bệnh viện Hàn Quốc. Biển Xanh xin nhắc lại cái lô này là ngang 6 dài 50, là từ cái thùng rác đó đo ngang sang 6m, dài sâu đụng xuống phía dưới luôn của cái dãy phòng trọ phía sau là 50, 300m2. Đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng. Lô này là hướng Tây, thuận lợi kinh doanh xây phòng trọ quý anh chị nhé. Giá cực kỳ là mềm, chỉ có 2,4 tỷ. Rất là khó kiếm ra được cái sản phẩm này đâu quý anh chị. Cho nên là những quý anh chị nào xem được video này của Biển Xanh, thấy nó phù hợp với nhu cầu của mình đang tìm kiếm, phù hợp với quỹ tài chính của mình, thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy ngay lên, kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi để quý anh chị có thể sở hữu ngay cái vị trí bất động sản này, đầu tư sinh lời, thay đổi cuộc sống quý anh chị nhé. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.